Rồi, chào cả nhà nha. Ngày mới chúc cả nhà luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Sáng nay thì mình tiếp tục đi cúng bái chuột cả nhà ơi. Cái địa điểm này nè. Ở trước này mình điểm này mình có 3 cái nè cả nhà. Đây, cái này mình thấy dính con nè, cái đầu tiên. Đây, một con nè cả nhà. Ở dưới này mình có một cái nữa nè. Thấy sập rồi cả nhà ơi. Dính thêm một con nữa nè. Hai con nè cả nhà. Đây, chỗ cậu trước mình có một cái nữa. Đây, dưới góc cầu trước mình có một cái nữa nè. Rồi, cái này chết quớt rồi cả nhà ơi. Không dính rồi. Điểm này mình có 3 cái, dính được 2 con nha cả nhà. Rồi, để nào tới cái tiếp theo mình quay tiếp nha. Đây, mình nhìn từ xa mình thấy sập rồi nè cả nhà. Chính được con mini cả nhà ơi. Đây, một con nữa nha. Vô vỏ luôn. Cái bên này cũng sập luôn nè. Cái này dính đường con bự mà sao chết rồi cả nhà ơi. Rồi, vô vỏ luôn. Chết rồi. Đây, cái này dính đường con nữa nè. Quá to luôn cả nhà ơi. Đây, một con nữa nha. Vô vỏ luôn. Đây, cái này mình thấy dính luôn nè. Đây, con này lứa nha cả nhà. Cái này chết quớt rồi. Cái bên đây cũng chết quớt luôn. Này dính đường con nữa nè. Đây, chuột lứa nha cả nhà. Vô vỏ. Đây, cái này sập nữa nè. Con nữa nè. Cái này chết quớt rồi. Đây, cái này dính đường con nữa nè. Này, một con nữa, vô vỏ luôn. Đây mình có 7 nữa nè.
sập rồi cả nhà ơi, dính một con nữa luôn nè. Đây, còn tiếp theo qua đã. Cái này chết quốc rồi. Ở bên đây cũng chết quớt luôn rồi cả nhà ơi. Cái này chết quớt luôn. Trời ơi, đường quá ngon luôn. Đây. Chạy quá ngon luôn mà không thấy chuột cả nhà ơi. Đây, cái này mình thấy dính được một con nè. Cái bên đây nó chạy thấy nó bật đứng lên luôn nè cả nhà. Đây. Bật đứng cái vảy lên luôn. Không dính nè. Đây, cái này mình thấy sập rồi nè. Con mini cả nhà ơi. Đây, cá bên đây dính đường con bự nè. Đây. Đùi rõ luôn. Đây, cái này mình thấy sập nữa nè, dính nữa nè cái nhà. Một con nữa nha. Đây. Điểm này như mình còn hai cái nữa là hết rồi cái nhà. Đây, cái này sập nè, dính con nữa nè. Con nữa. Quá đã. Cái này chết quớt rồi. Điểm này hết rồi cả nhà, để tới điểm mới quay tiếp cả nhà xem nha. Tới điểm mới luôn cả nhà. Ở trước này mình có hai cái nè. Đây, mình thấy sập rồi cả nhà ơi. Hai cá này dính được hai con luôn nè. Đây. Một cái bên đây, một cái nữa nè. Đây. Con này bị kẹp giò rồi cả nhà. Rồi. Vô giỏ đi tiếp luôn.
dưới này nè. Dính này cả nhà ơi. Đây. Một con nữa nha. Khá là to luôn cả nhà ơi. Đây, cái này mình để trước miệng hang nha cả nhà. Hang nó đây. Chạy ra đây nè. Mình đặt ngay chỗ này nè cả nhà. Một con nữa. Chưa rõ luôn. Đây cả nhà, cái nào mình thấy dính thêm con nữa nè. Đây, quá sướng luôn, hàng này nãy giờ dính đủ cái luôn cả nhà. Tiếp tục luôn. Đây, cái này mình thấy dính thêm con nữa nè. Quá đã. Đây, một con nữa nha. Vô giỏ luôn. Đây có con cá nữa nè. Dính luôn nè cả nhà ơi. Quá đã luôn, quá sướng, quá sướng. Đây, con này quá là to luôn nè. Vô giỏ. Dính êm nha cả nhà. Cái này mình không có thấy đường, mình không có đặt cả nhà. Đây mình có con cái nữa nè. Sập rồi cả nhà ơi. Dính luôn nè. Trời ơi, bờ này quá sướng rồi cả nhà. Trong vòng xung quanh này đã cắt hết rồi cả nhà. Còn có mấy mẫu ở đây nè. Chắc nó dồn qua đây á cả nhà. Bên kia nó cắt hết rồi kìa. Nó được thả vịt vô ăn rồi cả nhà. Trống hết rồi. Nó dồn qua bên đây. Ở đây mình có con cái nữa nè. Dính luôn rồi cả nhà ơi. Một con nữa nè. Quá đã luôn. Đây. Khá là to nha. Tiếp tục luôn. Đây, dưới này mình thấy dính con nữa nè. Đây. Con này nhỏ cả nhà, mini. Vừa giỏ luôn. Cái này dính một con nữa nè. Đây. Quá đã luôn. Đây mình có hai cái nữa nè. Hai cái này chết quốc rồi. Không dính nè. Còn nguyên luôn. Thank you.
Đây một cái nữa, cái này dính nè. Một con nữa nha. Vô vỏ. Cũng sắp hết bẫy rồi cả nhà ơi. Đây mình có con cái nữa nè. Đây. Dính này. Đây một con nữa nha, chuột rất là to luôn cả nhà. Rồi, về vỏ mình để đây nha cả nhà. Để mình cứu mấy cái cuối rồi mình tổng kết cả nhà xem nha. Đây cái này mình đặt ở dưới nè, thấy dính nè cả nhà. Một con nữa nha. Đây một con nữa. Cái này chết quất rồi, còn nguyên luôn. Cái bên đây cũng chết quất luôn rồi. Rồi, cái này cũng chết quất luôn. Đã dính được con nè. Đây một con nữa nha. Còn hai ba cái nha. Đây cái này mình thấy dính nè. Đây một con nữa. Còn một cái cuối cùng. Cái cuối cùng thấy dính này cả nhà ơi. Đây. Con này rất là to luôn nè. Đây. Rồi để mình đi tới vỏ mình sóc rồi mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Rồi giờ mình cũng sắp bẫy xong rồi nè cả nhà. Thành quả hôm nay được như đây nè. Đây. Còn đây là số 7 không dính nè cả nhà. Đây nên mình đếm thứ không dính được mấy cái nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 cái cả nhà. 17 cái không dính. Đây hôm bữa mình đếm 7 mình là 48 cái cả nhà. Giờ trừ ra 17 cái không dính là còn 31 cái nha cả nhà. Dính được 31 con cả nhà. Đây một con chuột hôm nay cũng to to nè cả nhà. Đây rồi video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn.